Bạch thầy, con muốn hỏi tại sao phải đốt nhang? Đốt nhang có ý nghĩa gì? Xin thưa, nhang hay là hương là tượng trưng cho giới đức hay là giới hạnh của mỗi người? Ở trong kinh có câu: trong các loài hương không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên mỗi khi mình thắp hương á, là tượng trưng cho cái giới hạnh của mình. Ví dụ người nào mỗi lần thắp hương á, thì nó có bài kệ cho mình đọc để mình nguyện: dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Cho nên mỗi lần mình thắp cây hương cho Phật thì không phải cho Phật thơm, mà chúng ta thắp cây hương đó là chúng ta nguyện giữ gìn những cái giới mà chúng ta đã tiếp nhận. Thí dụ như 5 giới, 10 giới vân vân, để làm cho cái hương đức hạnh của mình càng ngày càng lan tỏa. Nhưng bây giờ thắp hương thắp mấy cây? Căn bản á, thì 3 cây: hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà thật sự ra đó, trong tuệ nó có giới, có định. Trong định có tuệ, có giới. Trong giới có tuệ, có định. Cho nên chỉ cần thắp một cây cũng đủ. Quý vị hiểu ý như vậy. Hương của Phật có 5 phần: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Chúng ta gọi là ngũ phần hương. Cho nên mình thắp một cây đủ rồi. Còn nếu như mình đến chùa lễ Phật mà thấy ai đã thắp sẵn cây hương rồi, mình không cần thắp nữa, mình chỉ cần lễ Phật thôi. Đừng có nghĩ rằng tôi phải thắp một cây hương Phật mới biết tôi có ở đây, còn không thôi Phật không biết. Không phải vậy. Và có những người thắp thật là nhiều hương. Để làm chi biết không? Để mong rằng khói hương này nó đủ mạnh, nó lên tới trời, Phật mới biết là mình thắp hương cho Phật. Không phải. Cây hương đó là chỉ tượng trưng cho giới thôi, giới đức của mỗi người chúng ta. Và mỗi khi chúng ta thắp cây hương thì chúng ta nguyện như vậy. Đây nè, trong kinh Pháp Hoa có phần nói rằng đốt ngón tay hay đốt thân là cúng dường chư Phật. Xin thầy giải thích dùm. Phật Di Lặc lại đưa ngực ra. Có người Mỹ không hiểu nói là không chỉnh tề. Trời ơi, nhiều khi họ ở trần họ đi nguyên đường có ai nói gì đâu. Nhiều khi nóng quá ở trần đi nguyên đường cả ngày có ai nói gì đâu, mà giờ Phật cũng ngồi cạch có đưa cái ngực rang chút xíu thôi mà cũng la làng. Thưa đại chúng, là ở trong nhà Phật á, không, cái tinh thần nguyên thủy của nhà Phật là không có đốt ngón tay, không có đốt thân, không có đốt những cái liều ở trên đầu. Cái vụ mà mình đốt những cái chấm chấm trên đầu đó, đó là theo tinh thần Bồ Tát của Đại Thừa, chứ còn nguyên thủy nhà Phật không có cái này. Nhưng mà ở đây chữ đốt nghĩa là gì? Bởi vì thân có nghĩa là thân tứ đại. Con người chúng ta thường chấp vào cái sắc thân. Nhưng mà cái người tu thoáng, tu đến có cái nhìn phát triển Đại Thừa, thì người ta không có coi cái thân này là trọng, mà người ta chỉ quý nó để mà tu hành thôi. Còn nếu lỡ mà nó có chết đi rồi thì cũng biết đây là cái thân tứ đại giả hợp. Quý vị hiểu ý như vậy đó. Cho nên trong chùa thường hay nói đốt thân, đốt ngón tay rồi vậy đó. Giống như đốt cái này, đốt cái trên cái đỉnh, trên cái đầu mình đó. Có nhiều Phật tử nói thầy đó có 3 chấm à, tu ít hơn thầy 6 chấm. Không, rồi thầy không có chấm nào chắc không tu. Không phải vậy. Cái chấm đó nó không có mang, nó không có phải là bắt buộc, nó không có phải là giới luật gì của nhà Phật hết, mà đó là tùy theo cái sự phát nguyện của mình thôi, chứ không có sao hết á.
Mà người xưa người ta muốn đốt cái trên này là người ta phải căn cứ vào cái bàn tay của đương sự. Người ta mới lấy cái bàn tay của người muốn đốt, người ta đo từ chóp mũi nè, lấy cái ngón cái đo từ chóp mũi đo lên. Thì ta hễ mà cái bàn tay lớn nhỏ của người nào ngay đâu là cái huyệt nó nằm ngay đó. Người ta mới lấy cái bút, người ta làm dấu vào đó. Rồi tới cái đàn mà thọ nhận cái liều đó đó, cái đó người ta kêu là đốt liều đó. Liều tức là liều hương á, ta để lên đầu mình cho đổ, để lên nó kêu cái xèo vậy đó. Không? Rồi nó chín từ từ nó phỏng, nó chín cái chỗ đó. Mà trong khi đó nó nóng, cái mồ hôi rồi sức nóng của cái người đó mình phải chịu. Rồi đại chúng niệm Phật tụng kinh để hộ niệm cho người đó, cho nó chín hết cái chỗ đó rồi mới gấp cái cục nhang đó ra. Rồi bắt đầu nó mới làm mũ cái chỗ đó. Làm mũ cái chỗ đó rồi khoảng tuần sau vậy đó, phát cho một cục nếp ăn cho nó trương lên. Rồi bắt đầu mới gỡ cái mài đó ra, và từ đó nó mới thành thẹo. Rồi thầy chùa nó dốc nó. Như là Phật xin thưa đại chúng, về cái câu hỏi thứ hai là tại sao Phật Di Lặc đưa cái áo đó. Thường thường quý vị thấy Phật Di Lặc ngồi, xin lỗi dùng cái từ là đưa ngực á, là mà hở áo vậy đó. Cái đó là một cái biểu tượng, bởi vì Đức Di Lặc là tượng trưng cho hạnh hỷ xả. Mà người hỷ xả đó thì người ta mở lòng. Nhưng mà không lẽ giờ làm cái tượng mở cái bụng ra cho lòi nguyên ruột nè. Cho nên ta mở cái áo. Mở cái áo là tượng trưng cho mở lòng. Rồi Phật Di Lặc có cái bụng to là tượng trưng cho cái người lòng dạ hoan hỷ rỗng rang. Tại vì cái người có tu á thì chứa được những điều mà mình khó chứa, xả được những điều mà thế gian mình khó xả. Cho nên người ta mới khen Phật Di Lặc á, khen Phật Di Lặc là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng lớn có khả năng dung chứa, nhưng mà dung chứa những điều người đời khó chứa, phải không? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Xin thầy giải thích giùm con tại sao các thầy ở Thái Lan lại ăn mặn như vậy, trái với lời Phật dạy, và không có từ bi thì cứu độ chúng sanh. Và xin thưa, mình không thể nói vậy được, bởi vì đây là cái thời của Phật á. Phật đi khất thực, và vì bên Ấn Độ người ta nghèo, cho nên người ta không có, người ta có chi người ta cúng nấy. Vậy vậy cho nên thời Phật là các vị ôm bình bát đi khất thực. Ai cúng cái gì thì mình nhận cái nấy, chứ không có quy định là mình thích ăn cái gì. Cho nên các thầy ngày xưa đi khất thực á, ôm cái bình bát á, là tay trái á, để ở dưới lòng bàn tay trái mình á, để ở dưới cái đít của bình bát. Và cái tay phải thì mình che ở phía trước cái bình bát. Khi mà người ta đem đến cúng cho mình, khi mà đi á, là không có ngó hai bên, xem coi là nhà nào, nhà này nhà lầu chắc giàu, nhà kia nhà lá chắc nghèo, không có phân biệt. Đi là cứ nhắm mình đi như vậy thôi, rồi ai muốn cúng thì ra phía trước cúng. Cho nên cái đó gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ tức là tuần tự đi khất thực chứ không có phân biệt. Trong khi đi khất thực là không được liếc ngó hai bên. Thậm chí á, khi người ta bưng thức ăn đến người ta cúng á, là mình thấy rằng có một người đứng trước mặt mình thì mình dừng lại và mình dở cái bát. Thật sự đại chúng, cái cách dở bát là dở như thế này: lấy cái tay phải của mình dở cái nắp bát ra và dở ngược như vậy nè. Dở như vậy để làm chi? Để che cái tầm nhìn của mình lại, để không còn biết là người ta cúng cái gì nữa. Còn nếu mình mở như vậy á, thì thứ nhất là người ta khó để vô. Cái thứ hai là you know what's in there. Là mình biết cái gì trong này. Rồi thí dụ như bây giờ mình dở như vậy nè, rồi gặp cái món bánh tiêu mình thích nữa, rồi mình ngó bên, trời ơi cô Phật tử này, cô cúng bánh tiêu đúng món của mình. Rồi cái hôm sau mình, người ta trở lại, người ta cúng cái mình nói,
cô cúng bánh tiêu bữa hôm phải không? Cô làm bánh tiêu ngon lắm đó. Lần sau cho nữa nghe. Tức là cái thời của Phật, đi khất thực là chỉ thứ để khất thực và không phân biệt bất cứ món gì người ta để vào. Ai cúng chi ăn nấy. Vì vậy cho nên thời của Phật là không có ăn chay. Mãi đến khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa phát triển, cho nên người ta mới đề lên cái thuyết ăn chay. Bởi vì lúc đó không còn đi khất thực mà chùa tự nấu. Mà mình tự nấu thì mình lựa món ăn, mình chai lạc mình nấu mình ăn. Và các nước Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, người ta vẫn giữ cái truyền thống ngày xưa là chùa không nấu ăn. Người ta vẫn sáng đi ôm bình bát khất thực. Cho nên ai cúng chi thì người ta dùng nấy. Và người ta quy định ăn thịt mà ba điều, cho nên gọi là tam tịnh nhục. Thế nào gọi là tam tịnh nhục? Không thấy, không nghe, không nghi. Bởi vì mình không có đi cùng một con đường, cho nên người ta sẽ không chuẩn bị là nấu cho mình. Người ta nấu cho người ta ăn, nhưng mà sẵn hôm nay ta nhìn ra cửa, ta thấy có mình một vị thầy đi ngang thì ta bưng ra người ta cúng. Cho nên mình biết chắc là người ta không phải vì mình mà ta nấu người ta cúng. Và mình không có thấy con vật chết, mình không nghe tiếng con vật nó kêu, và mình chỉ ăn một bữa, ai cho chi dùng đấy. Và các vị ăn để nuôi thân, để nuôi thân mà tu hành. Cho nên ở cái mặt ăn uống, các vị đó đơn giản là cúng chi ăn nấy. Vì vậy cho nên đó là cái truyền thống, cái truyền thống của các cái nước Phật giáo Nam truyền. Thì chúng ta không thể nói là các vị thiếu lòng từ bi được, mà chúng ta phải hiểu sống ở quốc độ nào thì phải bằng lòng như vậy. Ngay cả khi mà người Tây Tạng á, người ta ở cái xứ mà người ta không có trồng trọt gì được, bởi vì trên núi cao, cho nên á, người ta không ăn gà, không ăn vịt, mà người ta ăn cái con giác. Con giác là một cái loại vật mà nó to như con bò. Ở bên Tây Tạng á, nó có một cái con đó đó, mà cái bộ lông nó rất là dày. Thì người ta giết một con đó mà người ta ăn được hàng trăm người. Tức là người ta cũng biết sát như vậy là sát sinh, nhưng mà người ta giết một con to để có thể nuôi được nhiều người, còn hơn là người ta ăn uống nhiều cái con vật nhỏ khác. Cho nên mình thông cảm là quốc độ nào thì người ta có cái truyền thống đó. Và nếu mình sanh ở trong quốc độ đó thì cũng phải chấp nhận thôi. Kính bạch thầy, người bệnh được khuyên là nên trì chú Đại Bi, chú Dược Sư vân vân để khỏi bệnh. Nếu thiệt là linh ứng thì làm gì có người chết, chết vì bệnh. Còn nếu là không linh ứng thì khuyên trì tụng làm gì? Thứ hai là khi gặp khó khăn, mọi người hãy cúng vái cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ. Vậy chư Phật Bồ Tát có gia hộ không? Thưa đại chúng, bệnh nó có hai loại bệnh. Bệnh thân và bệnh tâm. Về thân bệnh thì ai cũng có, nhưng mà mình lo lắng cho cái bệnh đó, nó tăng trưởng bệnh hơn. Pháp Hòa ví dụ như cái người bị ung thư mà người ta sống sầu não lo rầu cho cái bệnh á, thì làm cho cái độc ung thư nó càng dễ sanh. Vì vậy cho nên á, mình muốn giúp cho cái tâm bệnh người đó được nhẹ phần nào, cho nên mình thường khuyên người ta tụng kinh. Tụng để làm gì? Để người ta có một niềm tin, người ta gửi vào cái buồn khổ người ta vơi đi qua cái lời kinh, thì người ta không có khổ đau đầy hai phần, vừa thân và vừa tâm. Và nếu như người ta có đầy đủ cái niềm tin, cái điều này chúng ta không thể nói được. Bởi vì sao? Bởi vì có cảm thì có ứng, có cảm thì có ứng. Nếu niềm tin mình mà đầy đủ và phước mình chưa hết thì có thể cái đó nó có. Nói như vậy thì đạo hữu này cũng đúng thôi. Nếu mà trì chú mà linh thì đâu có người chết vì bệnh. Nhưng mà thay vì người ta chết vì bệnh mà chết đau khổ lo lắng, thì mình nên đến mình khuyên người ta. Bệnh một mặt là phải trị, và đồng thời giúp cho người ta an định cái tâm.
an định cái tâm qua cái sự tụng kinh trì chú, chứ không phải tụng mà hết. Phải không? Nó căng, nó cái duyên nó nhiều phần, mình tụng là một phần nhưng phước nghiệp của mình nữa. Cũng giống như mình bệnh mà uống thuốc vậy đó, đâu phải uống thuốc là hết đâu. Phải không? Nhưng mà không thể không uống thuốc. Vì vậy cho nên á, khi một người nào có bệnh á, mình đến mình cho người ta cái an ủi. Bác ơi, bác đừng có lo nha. Như hồi nãy đó, Pháp Hòa biết có một bác Pháp Hòa quen lâu năm lắm rồi. Gần 30 năm quen biết bác. Thì hôm nay Pháp Hòa biết bác bị bệnh nan y. Cho nên Pháp Hòa tranh thủ chạy xuống thăm bác, mà thật sự ngồi được có 15 phút à, là phải quay về liền. Thì trước khi đứng dậy, Pháp Hòa nói bác ơi, bác đừng có lo. Bác sĩ ở đây giỏi lắm, người ta sẽ tận tình chăm sóc cho bác. Tại vì cái người bệnh là người ta thường lo, cho nên mình cho người ta một lời an ủi để người ta nhẹ nhàng, thì cũng giống như mình cho người ta lời kinh vậy. Nhưng bây giờ giúp cho người ta có cái chỗ trụ, cho nên mình nói bác niệm Phật đi. Thì người ta lo ta niệm Phật, cái người ta quên kia. Pháp Hòa có một ông cụ, năm nay ông đã 95 tuổi rồi mà vẫn còn sống. Ông bị tim nặng lắm. Thì khi mà ông lên cơn tim mà sắp mệt á, thì ông nghĩ là ông sắp chết. Cho nên lên giường ông nằm sẵn mà ông thở theo cái mệt của ông. Khi mà tim ông lên nó hất lên một cái ông nói a gì. Rợn lát nữa cái nó xuống cái ông đà Phật. Mà cứ a mà ông niệm a di đà Phật theo cái mệt của mình vậy đó. 10 phút sau cái nó tĩnh lặng xuống. Mà tới bây giờ 95 tuổi còn đi xe bus ào ào. Cũng giống như cái người gặp khó khăn vậy đó. Khi mà người ta gặp khó khăn thì người ta thường hay hoang mang, lo sợ đủ thứ. Cho nên mình tôn giáo là người mình có một cái phần cầu nguyện. Thưa đại chúng, ở sống ở đời á, lý trí và tình cảm là hai cái mà không thể tách được. Lý là mình nói như vậy nhưng mà đôi khi nó cũng phải có cái du di. Thở đây cũng vậy. Mình nếu mình nói rằng không có gì hết thì con người sống khô khan và không có điểm tựa. Cho nên khi một người người ta có nhiều khó khăn mà người ta hoang mang thì nó thôi ngồi xuống tĩnh lặng tụng thời kinh, gọi là cầu nguyện. Chứ cầu là gì? Cầu là muốn mới cầu đó. Còn nguyện là gì? Nguyện là làm. Mình muốn được như vậy thì mình cố gắng mình làm như vậy thì gọi là cầu nguyện. Thí dụ này, Nam Mô Di Đà Phật, con cầu cho con hết bệnh. Phải không? Cầu hết bệnh, cầu là muốn hết bệnh, thì nguyện thì phải uống thuốc chữa bệnh. Cho nên nó không có cái gì gọi là mê tín, mà chẳng qua là một phương tiện giúp cho tâm của người đó an và tùy theo cái phước nghiệp của họ. Và đồng thời có những cái cảm mà chúng ta không thể dùng ngôn ngữ bình thường để chúng ta nói được. Bởi vì có những cái điều chúng ta không giải thích được, nó do linh cảm thôi. Mà cái chỗ cảm đó đâu có ngôn ngữ nói. Bạch Thầy, thật là hạnh phúc được gặp Thầy và nghe giảng Pháp. Con xin có hai câu, xin Thầy chỉ cách lại uy nghi khi đến chùa. Trước kia con chưa biết Phật, trong nhà có thờ thổ địa thần tài và ông Táo, nhưng bây giờ con đã biết Phật rồi thì con có thờ thêm Phật phía trên như vậy được không? Cái này Pháp Hòa cũng sẽ dự định hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một đề tài thần tài thổ địa. Nhưng mà thôi thì sẵn câu hỏi này thì Hòa cũng giải thích luôn. Về cái phần lạy á, thì Pháp Hòa cũng đã nói nhiều trong một vài cái bài giảng trước. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ chia sẻ thêm á, lại Phật có nghĩa là một cái pháp tu cho mình trừ đi cái ngã, cái tôi của mình, và đồng thời để giúp cho mình tiếp xúc được, mở lòng mình ra với muôn loài, muôn người. Cho nên khi lại Phật đó là 10 ngón tay mình khép cho chặt. 10 ngón tay là tượng trưng cho cái tâm của mình nó lăng xăng ở 10 cõi. Bây giờ mình hiệp nó lại, cho nên thường lại Phật đọc là nhất tâm đảnh lễ. Nhất tâm chứ không có tâm khác, một tâm này thôi, cho nên hiệp lại thành một và để ngay lòng ngực đây. Quý vị hiểu ý không? Để đây là tượng trưng cho đóa sen lòng ngay nơi tâm của mình. It's a flower come from the heart. Cho nên mình để ngay đây.
Và khi mình lạy á, là mình đưa lên trán, tức là mình muốn cầu cái chỗ cao thượng thì trước hết phải hạ mình. Cũng giống như người muốn học giỏi thì trước hết phải hạ mình để học người khác. Trước khi lên làm vua thì cũng phải làm thái tử hay là làm cái người bình thường trước. Cho nên mình đưa lên trán cầu chỗ vô thượng, rồi thì mình hạ xuống mình lại. Và khi mở người mình xuống rồi thì tay mình mở ra, để tượng trưng cho mở lòng, open heart, để mình học hỏi với nhiều người, để cho mình trưởng dưỡng mình lên. Nhưng mà khi mình lại xuống, mình chỉ nhẹ xuống, mình mở ra, chứ mình cũng không cần đưa lên trán lại, rồi mình xòe tay ra, rồi mình xuống chứ mình mở ra như vậy, rồi mình ốp lại như vậy. Không có cần. Mình nhẹ nhàng bình thường thôi. Còn cái chuyện mình thờ ông Táo đó, thần tài thổ địa, cái này là thuộc về Trung Quốc chứ không phải của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu cái gì cũng có thể là thần. Cho nên mình có thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần chủ mã, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không gì đó. Thì bây giờ á, nếu mình đã chưa thờ thì khỏi thờ. Còn nếu đã thờ thì thôi cứ thờ mà không cần phải dẹp. Bởi vì theo Pháp Hòa quan niệm, mình kính vẫn hơn là mình bất kính. Thí dụ bây giờ mình dọn vô nhà, mình ở nhà mới, thì mình mua một dĩa trái cây, mình thắp cây hương, mình nói hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình con chính thức dọn vào trong nhà mới này để cư ngụ, con xin trình cho các vị thổ địa thổ thần, các vị khuất mạc biết và gia hộ cho con ở đây được an ổn. Ví dụ người ta nói trời mê tín, thôi không sao, Pháp Hòa nghĩ dĩa trái cây và nói lên một lời nói đó có tốn kém, có chết người ta hàng Tây nào đó cũng nói. Và thí dụ bây giờ mình nghĩ đi, mình sống hàng xóm cũng phải biết hàng xóm chứ, lâu lâu còn chiên chả giò được cho hàng xóm. Thì thôi các vị, mà đối với các vị mình không thấy, nhưng mà có kính thì vẫn hơn là lòng mình bất kính. Thì theo cái quan niệm Pháp Hòa là như vậy. Cho quý vị đã thờ thì thôi cứ thờ, còn ai chưa thì miễn cũng được, không sao. Còn mình đang thờ rồi thì bây giờ mình nếu có thờ Phật thêm thì mình cũng cứ gọn lại cái bàn thờ chỗ đó mình thờ thôi, chứ cũng không có sao. Nhưng nếu mình muốn thỉnh cũng thỉnh để mình cất, mình đưa vào chùa cũng không sao, cái đó tùy mình. Nhưng mà Pháp Hòa biết khi quý vị dọn rồi quý vị khó chịu lắm, bởi vì cái gì mình thờ rồi mình dọn mình khó chịu, thì thôi quý vị cứ kính thờ không sao hết. Mình bây giờ mình nói ví dụ như thế này, mình kính trọng mọi người dù mình không biết người đó tốt hay xấu, nhưng mà cái đó, cái đức nó vẫn sanh, cái phước nó vẫn có hơn là ai mình cũng coi thường. Nghĩ như vậy đó. Cho nên cái người nào mà đồng tu đồng đạo với mình đó, mình nói cái người đó thấy khét lắm, cái người đó thế này thế kia, nói vậy chứ ít nhất ta biết đi chùa rồi, thì có ai để mà thấy ghét không ưa đâu. Người mà xấu mình còn lễ được mà, cho nên không có gì trở ngại. Cho quý vị tập như vậy để tăng trưởng cái đức cho mình, cái phước cho mình. Con có người bạn thường xuyên đi hộ niệm, có khi đi hộ niệm trong buổi tang lễ, mỗi khi đứng gần quan tài bạn có cảm giác ớn lạnh xương sống, trong khi những người bạn khác đi hộ niệm chung đều không có cảm giác như vậy. Bạn con có bị nhiều lần như vậy, bạn con bị nhiều lần như vậy không biết vì sao. Chắc trước khi đi có uống nước đá không? Nhiều khi trước khi đi muốn mát uống ly nước đá vô, đứng nó lạnh lạnh vậy. Xin thưa là mỗi người á, nó có cái lực khác nhau. Có khi á, mình nói ví dụ vậy nè, hôm nào trong người mình yếu đó, cái mình ngồi đâu mình nói sao tôi thấy hơi ớn lạnh, tức là cái lực khỏe trong người mình nó giảm, cho nên cái đó dễ bị cảm, dễ bị bệnh. Thì lúc đó mình phải thoa dầu, mình làm gì đó. Thì cũng như vậy, trong con người chúng ta nó có hai cái lực, một là âm lực, hai là dương. Vậy thì nếu mình như vậy đó, có nghĩa là mình cũng cái phần đó mình hơi yếu đó. Cho nên này, nếu mình không có cảm thấy thoải mái để mình tụng kinh, đi hộ niệm thì đứng xa xa. Chứ nếu mình cảm thấy khó chịu đứng gần chi, rồi được lạnh hoài rồi về than,
thiếu gì chỗ đứng, thấy không? Mình đứng không gần được thì mình đứng xa, miễn mình có tâm hộ niệm cũng được. Xin thầy quan hỷ, gia đình con có người bệnh nặng nên tụng kinh gì? Vì con muốn cầu an cho người thân mỗi ngày. Khi mình có người bệnh đó, thì như nãy Pháp Hòa có nói vậy đó, tức là mình tùy theo mình có thể tụng kinh dược sư, kinh cầu an, tức là mình gửi cái năng lượng an lành tới cho người thân của mình thôi. Từ lúc nhỏ được mẹ quy y, bây giờ con quy y lại được không? Xin thưa, lúc nhỏ mình quy y á, tức là mình có thể cái ý thức mình nó chưa đủ. Cha mẹ giống như bây giờ vậy đó, dẫn con chút chút đi quy y vậy đó, nó ngồi đó thôi chứ nó đâu biết nó làm gì đâu. Thành thử ra khi nó lớn lên á, thì không phải là quy, nó quy lại cũng được, tức là để cho nó có một cái ý thức nó đang làm cái gì. Còn nếu người lớn mà đã quy y rồi mà vì giận hờn vì chuyện gì đó mà quy lại thì không nên. Tại vì mình quy y không phải quy với vị đó, mà mình quy y với tăng trong mười phương, chứ không phải quy với một người. Cho nên ngay cả khi mình hồi nhỏ đó, quý vị quy y thọ giới đó, bây giờ lớn lên quý vị cũng nên tiếp nhận lại. Không cần đổi pháp danh, mình có danh cứ giữ, tất nhiên mà tất cả mình nghe giới lại, để mình giống như là mình làm cho cái giới đó nó sâu sắc hơn trong tâm hồn của mình, trong tâm thức của mình. Kính thưa thầy, có người nói tại sao tu phải tu, mình không làm ác, không làm gì bậy thì tại sao lại sao phải tu? Thưa thầy, con có khuyên người quen quy y thì phải kiếm người thầy có đủ đức độ. Kính xin thầy cho con biết con có tội không? Đúng rồi. Cái người không làm ác thì tại sao phải tu? Nhưng mà chưa đủ. Thí dụ mình biết cái điều đó tốt, tại sao mình không làm? Thành thử ra thí dụ mình quy y, mình tu tập thêm là điều tốt, tại sao không làm? Giống như mình khuyên con mình đã thấy cái gì tốt phải làm, mà tại sao mình bây giờ thấy cái tốt mình không làm? Không, bây giờ mình không làm ác mà biết chắc là mình không ác không? Mình không có học thì mình biết cái nào mới gọi là thật không ác. Cho nên á, đây cũng là một quan niệm thôi, không có sao hết á. Nhưng mà mình nhớ là khi mình thấy cái điều đó tốt mà mình bỏ qua thì nó uổng. Thấy không? Mình thấy cái điều lành thì phải nên làm, chứ sao bỏ qua chi cho nó uổng. Tại vì cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Còn thí dụ bây giờ mình khuyên người ta quy y, tìm những vị thầy nào mà có khả, mà để cho người ta nương tựa là điều tốt thôi. Nhưng mà mình nói chung chứ mình đừng chỉ trích ai. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con hiểu tri kiến Phật và làm sao ngồi thiền để nhất tâm bất loạn. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói rằng chư Phật ra đời vì một mục đích là muốn cho mọi người có được cái nhận ra được cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật bây giờ nói nôm na là gì? Tức là cái tánh giác của mình, cái trí sáng suốt nơi mình, gọi là tri kiến Phật. Bây giờ ai cũng có, nhưng mà không có ai chỉ cho mình biết thế nào gọi là tri kiến Phật. Thí dụ như giờ mình hỏi Phật tánh ở đâu, tri kiến Phật ở đâu, không có chỉ được, bởi vì cái đó nó bàn bạc mà. Mà thí dụ giờ nhéo một cái em nói sao đau quá, biết đau không? Biết đó. Tánh biết nó nằm ngay đó. Biết đau là có mặt Phật rồi đó. Rồi ngồi thiền mà tâm mình bị loạn, cho nên mình ngồi thiền. Bây giờ muốn cho mình bớt loạn á, tức là mình tập an trụ trong từng việc. Ăn thì không coi tivi, không đọc báo, chỉ lo ăn thôi. Để tập cho mình từ từ, mình an trụ trong mỗi phần như vậy. Con có nhiều chuyện rắc rối trên đường đời của con. Con không được may mắn lắm khi con càng thương người lo người, mà càng thương và càng lo thì mỗi người đó càng làm con đau và hại con càng nhiều. Con rất rộng rãi khi con có khả năng để giúp đỡ. Khi mình không còn khả năng thì tất cả người đó bỏ mình. Con có nhà cửa đầu tư, cái này là nghiệp hay họ có lòng sân si vì người ta xin con với số tiền quá lớn, con không giúp được thì người ta hại con. Xin thầy cho con được biết.
Tiếng Anh nó kêu là that's life. Thưa thưa đại chúng, là thật sự ra thì cái điều này nó cũng là một trong những cái vô số những cái phiền phức ở trong cuộc sống. Thì cái điều này cũng khó mà nói, bởi vì mỗi người chúng ta có một cái chuyện sâu sắc hơn. Bây giờ mình nếu mình đem cái này ra mình nói một cách căn bản quá thì cũng khó. Thì thôi bây giờ nếu mà chúng ta là những người giúp đỡ cho người bằng cả tấm lòng của mình, nhưng mình không được tiếp đãi trở lại, thì mình phải nên học cái hạnh giúp người mà không cần cầu đáp. Tại vì nếu mình cầu đáp mà người ta không đáp thì mình khổ. Cho nên mình học theo cái lời Phật dạy là thi ân không cần cầu báo. Vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thì thôi bây giờ mình làm được gì cho ai thì mình cứ làm. Người ta xin mình số tiền quá lớn, mà trong này nó rõ số tiền luôn nữa đó, mà không có thì khỏi cho, chứ có gì đâu khác mắc, phải không? Thành thử ra nếu mà người đó mà không có thoải mái với mình là cái lỗi người ta, chứ còn mình không có thì mình không giúp thôi. Còn có một điều khó trình bày cho đại chúng, con xin một chút thời gian riêng của thầy, xin thầy đại bi hoan hỷ. Dạ hoan hỷ lắm. Vậy lần lát gặp riêng nha. Con xin sám hối, xin lỗi thầy, các sư và cùng các Phật tử là con không hoàn tất như ý nguyện của con là làm thêm 2 món đồ ăn để cúng dường. Vì như có chuyện đột ngột xảy ra, con về khuya quá nên con không hoàn tất theo ý nguyện của con feel bad lắm. Không có sao, không ăn lấy tiền. Quý vị đừng có lo chuyện đó. Mình phát nguyện, mình làm, mình cúng dường, nhưng không phải vì cái tâm bực bội, phiền não gì mà mình bỏ cuộc. Mà chẳng qua vì hoàn cảnh mình không làm được thì có lỗi gì đâu, phải không? Một tâm niệm an lành là mình đã được chứng biết, cho mình có lòng là quý rồi. Không có sao hết. Mình không cúng thì cũng không có món này của mình thì cũng có những món khác. Bởi vì tất cả mọi người ngồi đây ai cũng biết là sao mình ăn để mình sống, mình tu, chứ đâu phải mình sống để chỉ vì cái ăn, phải không? Cho nên quý vị yên tâm và nhẹ nhàng, chuyện đó không có gì trở ngại hết. Thôi feel good đi, đừng feel bad nữa. Thưa đại chúng, hồi tối mình nhận được nhiều câu hỏi mà mình chưa có trả lời hết. Thì bây giờ xin phép đại chúng chúng ta cùng sinh hoạt trong vòng 1 giờ để trả lời những câu hỏi này. Được bao nhiêu thì mình mừng bấy nhiêu. Dạ xin thầy cho con hỏi, thờ Phật quay bàn thờ về phía sau nhà có được không? Tại ai cũng nói phải quay về phía trước. Nếu mình không có phía trước thì để ở đâu? Nếu mà bắt buộc phải quay phía trước thì chỉ có bưng ra ngoài thờ được để thôi, để được quay ra phía trước. Mỗi nhà nó mỗi hoàn cảnh, ai có hoàn cảnh nào thì mình chọn cái chỗ thờ Phật trang trọng nhất trong nhà của mình để thờ. Còn nếu nhà của mình không có, hoặc cái phòng khách mình nó nằm ở phía sau đó mà nó trang trọng nhất chỗ đó thì cũng có sao đâu. Quay một hướng rồi ai quay phía sau, phải không? Thành thử ra cái người mà quay phim á, người ta lâu lâu người ta chỉa vô thầy nói lâu lâu tôi còn quay xuống như này. Thành thử cái chuyện mà để Phật ở đâu, cái công thức là để Phật phía trước chỉ là một công thức chung, nhưng không có nghĩa là ai cũng phải áp dụng. Tại vì có những hoàn cảnh gia đình người ta không thể làm được chuyện đó. Quý vị nhớ là mình thờ Phật là tự tâm của mình, và cái thờ đó không phải là mình thờ đúng hướng là Phật phù hộ. Mà quý vị có biết tại sao người ta biểu là thờ Phật ở trước cửa, ta thờ hứa phía trước không? Đâu có tốt gì đâu, để Phật coi nhà dùm. Nó thờ vậy đó, Phật coi ngó dùm nhà cho mình. Nếu mà coi phía trước ăn trộm nó vô phía sau, lâu lâu cũng phải có Phật phía sau. Mình thờ là biểu tượng cho cái tấm lòng của mình
ghi ơn nhớ ơn Phật, người đã chỉ cho mình con đường cho mình tu tập. Mình thờ là để bày tỏ lòng nhớ ơn, cũng như mình tạo tượng ngài Trần Hưng Đạo, ngài Lý Thái Tổ, những tượng của các vị anh hùng dân tộc, chỉ để tưởng nhớ niệm ơn các vị đó đã hy hiến cuộc đời cho quốc gia dân tộc. Thì chúng ta thờ Phật cũng thế, tức là để chúng ta ghi nhớ ơn Phật, người đã khai mở cho mình một con đường để chúng ta tu tập, chứ không phải thờ để mà được cái sự phù hộ. Cúng nhiều thì Phật phù hộ, ví dụ vậy. Cho nên đừng có ngại cái chuyện Phật quay về đâu, chỉ có cái thế này thôi, để bày tỏ sự thung kính, thấy không? Mình tránh bằng Phật quay về cái phòng nhà vệ sinh, hay là ở trên lầu mình thờ, thì trên lầu phòng ngủ của một cặp vợ chồng, thì mình tránh những cái đó để mà nói lên cái tâm cung kính của mình khi mình thiết lập bàn thờ. Còn ngoài ra, tùy nghi, tùy duyên, tùy hoàn cảnh của mình mà chúng ta tạo một bàn thờ cho nó hợp lý. Nhà chật thờ đơn giản thôi, một bức Phật cũng được, một Đức Quan Âm cũng được, một Đức Phật Thích Ca cũng được, chứ không phải là tụng Địa Tạng phải có hình Địa Tạng, tụng Di Đà phải có tượng Di Đà, tụng Phổ Môn phải có hình Quan Âm. Nếu mà như vậy thì tụng kinh nào kiếm Phật đó, thì trong nhà mình riết không còn chỗ để, mà người nhà mình chưa sẵn sàng để tiếp nhận cái đó, thì đôi khi mình để hồi cái người ta nói trời giờ biến cái nhà như cái chùa, ví dụ vậy. Cho nên mình phải cẩn thận. Và thậm chí nếu không có chỗ thờ, treo một bức hình Phật trong phòng khách để hàng ngày chiêm ngưỡng cũng được. Và học hành, thờ Phật để học hành, ngoài ý nghĩa mình nhớ ơn, còn có ý nghĩa là học hạnh Phật. Câu hỏi thứ hai, bàn thờ Phật có chưng bông giả được không, hay là phải bông tươi? Thật ra thì bông tươi cũng giả luôn, tại vì nó thiệt thì nó nở hoài, nó không có chết. Thôi thì bây giờ mình để cái gì cũng được, quan trọng là có sự trang nghiêm sạch sẽ. Nếu hoa giả cũng không sao, nhưng mà nhớ lâu lâu đem xuống lau chùi bụi bặm. Chứ còn nói nó giả khỏi tưới thì nhện nó văng từ cái bình bông này nó văng qua tới cái đầu Phật thì không nên. Đã là gì? Nếu mà nói giả thì cuộc đời này không có gì thiệt hết đó. Ngay cả cái bông này cũng giả luôn này, mặc dù mình trên mặt hình tướng mình kêu là bông tươi bông thật, nhưng mà với cặp mắt của Bồ Tát thiên nhãn thì gì giả, chừng sao vài bữa nó chết giờ. Thì bây giờ mình muốn chưng cái gì cũng được, nhưng mà nhớ đừng chưng trái cây giả thôi. Hoa giả thì còn chăm chế được, chứ đừng để trái cây giả. Có nhiều người mua bơm xoài cóc ổi một dĩa nhìn ngon lắm, nhưng mà tội nghiệp tuần nào cũng đi lựa trái cây tươi ăn hết đó. Bắt ông Phật cái nhà ăn trái cây giả muốn chết. Kính thưa Thầy, xin Thầy từ bi giải thích dùm con câu bản lai diện mục vào tối hôm qua nói đó. Bản lai là gì? Là xưa nay. Diện mục tức là mặt mũi, mặt mắt của mình, hay nói là mắt, mục là mắt, diện là mặt. Mặt mũi xưa nay của mình là gì mình không thấy. Cũng giống ví dụ như mặt mình đi, nếu mình không có cái gương sao mình thấy mặt mình. Cho nên đa phần là mình thấy mặt ta mà mình không thấy mặt mình. Mà hôm nào mình thấy được mặt mình, nghĩa là mình có tu rồi đó. Thì cũng như thế, nếu mà chúng ta trở về, chúng ta tĩnh lặng, thì chúng ta thấy mặt mũi xưa nay của mình. Nhưng mà đôi khi mình chỉ hiểu một chiều là mặt mũi xưa nay đó là Phật tánh. Nhưng mà đôi lúc mặt mũi xưa nay của mình là gì? Là ganh tị, là hờn mát, là đủ kiểu đó. Mà chỉ cần thấy được cái đó, mặt mũi nó làm sao cũng được hết á. Quý vị có nhớ cái bài kinh soi gương không? Có một người nọ đi xuống cái hồ, nhìn xuống cái hồ và thấy mặt mình dơ. Người đó sẽ lấy nước rửa và tự nói rằng mặt mình bây giờ đã sạch. Người khác nhìn vào cái hồ nước,
thấy mặt mình sạch nói rằng được lắm, mặt ta rất sạch. Thì chúng ta sống trong đời cũng vậy. Có đôi khi á, đứng trên cái mặt mà gọi là tích cực, là mặt mũi xưa nay trong cái nghĩa này là gì? Là bản tánh thanh tịnh an nhiên của mình. Mình phải có cái mình có, nhưng mà mình không biết trở về để mình nhận diện. Hôm nào mình trở về được thì mình thấy ô, vốn mình rất bình an như thế này mà mình không biết. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, vốn mình rất là yên tĩnh, nhưng mà tại sao mình không yên tĩnh? Bản thân mình vốn rất đơn giản. Hồi nhỏ lúc mình không ré lên, mami chỉ nhét cái bình sữa vô thôi là mình nín liền. Vậy mà tới bây giờ tô phở cũng chưa chịu, dĩa cơm thiếu trái ớt la làng, ăn cái đó mà thiếu cộng giá là mình không vui. Phải không? Bản chất của mình rất đơn giản, nhưng mà tại vì mình sống trong hoàn cảnh huân tập, cho nên rồi mình bị cuốn lôi theo cái đó, và mình trở nên thành một người khó chịu từ ăn uống cho đến mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cho nên bản lai diện mục mình xưa nay vốn rất bình an, nhưng mà mình không để cho nó an bình. Còn nếu ở cái mặt nhận diện mà nó rộng nữa đó, oh, trời ơi, xưa nay tôi là người hay trách móc, hờn dỗi, mà bây giờ tôi thấy rõ được tôi rồi, tôi chỉnh lại cái mặt tôi. Mắt tôi xưa giờ nó nhìn béo méo, còn bây giờ nó nhìn ngay á. Bây giờ tôi học rồi, tôi thấy nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Bây giờ tôi nhìn tôi thấy rõ nỗi khổ của mọi loài, thì bây giờ tôi chỉ còn tập từ bi hành hỷ xả thôi. Tại hồi xưa giờ tôi nhìn cặp mắt trách móc đủ thứ hết, và bây giờ tôi không còn cặp mắt nữa. Hồi xưa giờ cặp mắt của tôi vậy, giờ tôi biết rồi. Cho nên cũng có thể hiểu là bản lai diện mục là cái bản chất mà câu có của mình. Bây giờ mình cần phải chỉnh nó lại. Cái nào mình hiểu kiểu nào cũng được hết. Đa phần người ta sẽ hiểu là bản lai diện mục nghĩa là Phật tánh chân như bản tâm thanh tịnh của mình à. Nhưng mà có đôi khi mình chưa bao giờ có cái đó. Mình chưa bao giờ, mình có nhưng mà không được. Mình không dùng cái đó, mình dùng cái khác. Cho hồi sáng mình tụng cái bài đó, vườn tâm ươm hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Đoạn đầu rồi đoạn cuối nè. Bây giờ ngược trở lại, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vung trồng hiểu biết thương yêu, xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sống. Hồi xưa giờ vườn tâm mình gieo cái hạt giống đó, mình ươm cái hạt giống đó. Bây giờ mình tu rồi mình biết, mình không để cho những cái hạt giống đó nó mọc nữa. Hàng vườn tâm gieo hạt giống xấu, trên hạt lành không mọc tốt tươi. Rồi khi mà hạt lành không mọc tốt tươi thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Bản lai diện mục của mình là xưa nay thanh tịnh đó, mà mình không biết cho nên đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Hạnh phúc mình có mà mình đâu biết đâu. Nhưng ngày hôm qua có một vị hỏi đó, làm sao biết thương mình mà bằng trí tuệ đó. Thương mình quá cho nên mỗi tuần kết bia. Thương mình quá một ngày một gói thuốc. Thì mình thương mình kiểu đó thì mình đi sớm, mình đi diện ông bà rất là sớm. Cho nên mình thương mình bồi bổ cho cái thân đó, nhưng mà không có trí tuệ. Ăn rất nhiều độc tố. Cho thưa đại chúng, xã hội bây giờ càng ngon càng bệnh. Ngày xưa đời sống rất đơn giản mà không ai bệnh. Hoặc là có bệnh đi nữa cũng lâu lắm, ta sống thọ lắm.
Mà nếu có bệnh, bệnh hiền lành lắm. Còn bây giờ toàn là bệnh nghe khủng hoảng không. Cho nên càng ăn ngon sẽ càng nhiều hóa chất. Ăn càng giống chừng nào thì nó càng độc chừng nào. Quý vị nghĩ hồi đó mình ngủ với trời trong gió mát, trời mà nóng thì mình cầm cái quạt, mà sang nữa là cái quạt máy thôi. Điện nó gần mình bên, mà nhiều khi người nào yếu là quạt máy là trúng gió sáng bệnh liền. Vậy mà bây giờ ngủ kế bên mình nè, nào là cái iPhone nè, bên cạnh cái iPad nè, sợ nó hết điện ghim sạc nữa. Mà quý vị biết điện mà nó ngủ kế bên mình như vậy rất là độc. Bao nhiêu cái sóng điện đó đi vô. Rồi suốt ngày thôi cứ đeo cái gì đó, cái gì vô cái lỗ tai này nè. Mình đặt bills ở dưới đất chưa đủ, leo lên xe một cái là mở nhạc rầm rầm. Tối, tôi nói từ sáng tới tối lỗ tai này, con mắt này nó không có đủ giờ để nó nghỉ. Mình hết nghe chuyện rồi bắt đầu mình nghe nhạc. Chuyện này là mình kiếm chuyện để hỏi đó. Mình làm bà Tám suốt ngày rồi cái tối làm bà Bù. Mệt. Cho nên giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Con kính thầy giảng cho con ý nghĩa của từ thiểu dục tri túc. Thiểu là ít, dục là muốn, tri là biết, túc là đủ. Thiểu dục tri túc là ít muốn biết đủ. Thưa đại chúng, trong sáu, trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì cõi con người nó thuộc về phạm vi của cõi dục. Thế thì con người chúng ta không thể nào không có dục. Chữ dục nghĩa là muốn. Sáng ra muốn ăn, tối muốn ngủ, lạnh muốn mặc, buồn muốn đi. Vậy thì mình đâu có, không thể nào sống mà không muốn được. Vì bản chất của chúng ta sống trong cõi dục mà. Nhưng mà cái quan trọng, cái tu tập ở chỗ là thiểu dục thì mới có hạnh phúc. Còn đa dục là khổ. Phật dạy trong kinh đó, tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất vẫn vui, người không biết đủ ngủ ở thiên đường vẫn thiếu. Đa dục thì khổ, sanh tử bị lao. Cho nên chúng ta là những người còn muốn, chứ không thể không muốn. Chuyện đó bình thường. Nhưng mà cái problem, cái khổ của chúng ta là ham muốn. Đã, có cái chữ tham hơn trước. Chứ còn muốn là chuyện bình thường. Đói muốn ăn, mệt muốn ngủ, khát muốn uống nước. Không bao giờ từ sáng tới chiều không có muốn. Thậm chí bệnh gần chết cũng có người ta hỏi bác có muốn gì không. Phải không? Mình bản thân là muốn. Cho nên thậm chí người tu luôn, tu nó cũng có gọi là tứ như ý túc. Trong đó có một cái gọi là dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Con muốn được đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ sự tu tập. Mà muốn được như vậy thì phải tinh tấn như ý túc. Trong 37 phẩm trợ đạo, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, vân vân. Thì cái tứ như ý túc thì vẫn có chữ dục trong đó. Vậy thì cái dục nó không có sai. Dục nghĩa là muốn. Nhưng mà chúng ta tùy theo cái của mình. Có nhiều người không muốn gì hết á, chỉ muốn gọi là gì, ái thôi, tức là tình yêu, tình thương, gọi là ái dục. Còn nếu mà trung bình, general là ngũ dục, tài tiền đó, sắc là sắc đẹp, danh là danh tiếng, danh vọng, thực là ăn ngon,
thùy là ngủ. Và con người mình ai cũng muốn này mà. Như vậy thì nói là ngũ dục là sai là không đúng. Con người mình vẫn phải có tiền, có sắc, có danh, có thực, có thùy. Nhưng mà cái khổ ở cái chỗ là chúng ta không có moderate nó, không có quân bình nó. Chứ còn ngũ dục không bao giờ mình thoát. Người tu cũng phải có ngũ dục chứ. Không cho ăn sao sao được. Không cho ngủ sao được. Phải không? Rồi thậm chí không có tiền cất chùa cứ kêu hoài nó làm sao. Phải kêu chứ. Thì vậy cái vấn đề mà rồi không có danh sao được. Ví dụ như gặp mình cái dạ vô Phật thầy, danh thầy, phải không? Rồi ví dụ như lúc mình mà làm chú tiểu, người ta kêu chú. Mà bây giờ mình hết làm tiểu, mình làm đại, mà gặp mình cứ kêu chú hoài cũng buồn. Bà này chắc ít đi chùa, không biết cô lên thầy làm sao mà. Không biết cô lên thầy sao kêu tôi chú hoài. Rồi cái giờ tôi làm thượng tạ rồi, không biết sao gặp tôi cái thầy Đại Đức. Thành thử ra tài sắc danh thực thùy là ngũ dục thế gian. Nhưng mà mình sống trong đời này là không thể không có, vì nó là cái bình thường. Nhưng mà chỉ có cái khổ ở cái chỗ là chúng ta đa, tức là muốn nhiều quá. Và thậm chí mình có danh mà sợ mất danh. Sợ mất danh thì phải làm cái gì? Tìm mọi cách để bảo vệ cái danh. Đó, bắt đầu tội lỗi, phiền não, khổ đau nó từ ở cái chỗ là cứ muốn giữ danh. Còn nếu mình hiểu thấu cuộc đời, danh chỉ là hư danh, thì có thì dụng, mất mà thôi. Cái đó là cái chỗ mà Đạo Phật dạy, chứ không phải là có nhiều người hiểu cái kiểu là tiêu cực á. Đạo Phật dạy thiểu dục tri túc là dạy con người không có tiến hóa, không có tiến bộ. Không phải. Nếu giờ con có khả năng học đại học mà thôi con thiểu dục đi, khỏi học nữa. Hiểu vậy kêu hiểu Đạo Phật á. Nếu con có khả năng học tới đại học, tới bác học, con cứ học. Phải không? Mà nếu con đại học không được, con học đại cũng được nữa. Nhưng ví dụ như bây giờ khả năng mình có thể mua cái nhà 100.000 mình ở, thì cứ mua chứ ai nói gì đâu. Nhưng mà nếu mình không có khả năng mà mình đua đòi theo người khác, mình làm cái chuyện mà nó hơn cái khả năng mình, thì tự mình chuốc khổ chứ ai khổ đâu. Mình chỉ muốn được cái danh là để người ta khen mình ở nhà to. Nhưng mà ta nói trời ơi, nhà chị đẹp quá, chắc bảo hiểm mắc lắm ha, thôi để em phụ. Đâu có ai nói vậy đâu. Đâu có ai nói trời ơi, chắc bảo hiểm mắc lắm, để em phụ chị tháng vài trăm chị trả tiền bảo hiểm nha. Không có. Bất quá người ta khen tiếng. Nhưng mà mình khổ ở một cái khen, rồi mình công xương mình chết giấc với cái chữ khen đó. Cho nên thiểu dục tri túc không có phải là làm cho con người không tiến hóa, mà tự mình phải hiểu khả năng của mình ở lĩnh vực nào, tới đâu mà chúng ta phát triển mà làm. Quý vị thấy là mình mua một cái nhà thật to chưa đủ, còn phải sắm phụ tùng cho nó tương xứng, chứ đừng tưởng có cái nhà to là được. Thật ra nhiều khi mình quên. Mình quên là thôi làm cái thiệt lớn đi, tới hồi xong rồi, ủa rồi giờ làm sao? Ở trong này có cái gì? Để cái khác vô coi không được. Thì buộc lòng phải bỏ cái cũ đi sắm cái mới, để nó tương xứng cái đó. Cho nên thật sự trong cuộc đời này, nếu nói danh, tất cả chúng ta ngồi đây không người nào mà không có danh. Thí dụ như gặp mình nói dạ chào bà chủ, bà chủ cũng cái danh. Chào con gái cũng danh. Nó con gái của mẹ. Con bữa trên Tây Thiên có cái bác nọ dẫn người con gái đi ngang có quà, cái giới thiệu dạ thưa thầy đây con gái con. Cái qua nhìn nó ủa đâu nhìn giống con trai chỗ nào đâu. Ý của bác là muốn dạ là con gái của con, mà qua chọc ngược lại quá nó dạ nhìn là biết con gái rồi. Thì thưa đại chúng, quý vị hiểu cái chỗ thiểu dục tri túc của Đạo Phật là cái chỗ đó. Ví dụ như là sáng nay mình ăn bún Huế, thì giờ ra tới phiên mình ra cái hết nước rồi, còn tôi uống không.
Thì bây giờ nếu mà mình happy á, là đâu có sao đâu, trang cái gì mà cũng được, không có quế thì ăn què. Tức là cái chỗ mà tu tập của chúng ta là có cũng tốt, mà không có thì mình hưởng với cái mà chúng ta đang có. Cho nên là cái người biết đủ là thường vui, tri túc thường lạc, đa dục thì khổ. Vậy thì chúng ta không phải không dục, nhưng mà cái khổ của chúng ta là có một cái chữ tham ở trước, gọi là tham dục. Chúng ta không phải là không có cái nhu cầu, chúng ta có cái nhu cầu. Nhưng mà nếu chúng ta khổ là bởi vì chúng ta đã biến chữ nhu cầu thành cái chữ tham cầu. Nhu cầu là cái gì? Mình cần đôi giày, cần đôi dép, cần cái mũ, cần cái áo, cần cái khăn. Cái nhu cầu trong cuộc sống là phải có. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là tham cầu. Tức là cái khăn chưa đủ đâu, phải khăn gì cơ. Mà bây giờ nói thật á, cái khăn nó tròn có một cái cổ, một khăn tròn một cái cổ, nhưng mà người nào cũng tủ khăn đó. Thì nhớ là 99 cái khăn còn lại là cái mình muốn. Còn cái nhu cầu nó có một cái, không có ai mà đem nguyên 100 cái khăn mà chồng lên cổ một lần. Mình thật sự chỉ mang một đôi giày thôi, mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Mình có nguyên một tủ giày mà có những đôi cả năm nay chưa đụng vô. Tại chẳng qua đi ngang nó rẻ, nó sale và nó đẹp và nó đúng mốt, vừa chân mình, không mua tội chết. Người ta bán giấy vệ sinh á, 6 cuộn 2 đồng, limit một người 4 cuộn. Mình ra bỏ một cốp, xong mình điên vào mua 4 cuộn. Một lát trong xe một mình 20 cuộn. Sao thầy biết vậy? Thì nói đi. Mình sao người ta vậy? Ta sao mình vậy? Và quý vị nhớ là cái nhu cầu và cái tham cầu, cái dục và cái muốn và cái tham muốn. Bạch thầy, cho con hỏi kiến tánh chuyên tu theo nghĩa của nhà thiền nghĩa là gì? Vì con tưởng mình phải chuyên tu rồi mới kiến tánh, nhưng con lại nghe kiến tánh rồi mới tu. Cái bài này Pháp Hòa có nói trong cái bài gọi là Người leo núi. Ví dụ như một hôm á, mình có một chuyến đi lên cái núi đó chơi, thì cái núi đó cách mình khoảng 50 mile. Thì mình lái xe một hồi thì mình thấy cái núi đó nó xuất hiện ở góc đằng kia. Thấy núi nhưng mà tới núi chưa? Chưa. Nhưng mà cái núi đó cho mình thấy, để mình yên tâm là mình đã định hướng đúng, mình đã đi đúng đường, và cái núi mình muốn tới bây giờ nó đã hiện hiện ở trước mặt mình, nhưng mà mình chưa tới. Tu hành cũng thế. Trên con đường tu đạo, chúng ta có thể thấy được tâm tánh của mình, có thể thấy được cái tánh mình thanh tịnh, an nhiên, nhưng không có nghĩa là mình đã tới. Đi tiếp nữa thì cái thấy núi đó, nhà thiền gọi là kiến tánh. Nhưng mà đừng lầm thấy cái núi là đã tới núi, phải tiếp tục đi nữa mới tới núi. Nhưng mà nếu mà tới chân núi, lên tới núi chưa? Chưa. Phải leo mới tới núi. Leo lên tới núi rồi, chừng đó mới đủ quyền đi xuống núi. Quý vị nghe cái bài đó. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ giải thích cái chỗ này. Thấy núi như kiến tánh. Hay là bây giờ mình nói là tôi thấy được cái tật tôi rồi, nhưng mà sửa được cái tật chưa? Chưa. Thấy cái tật thôi.
phải tu mới sửa được tật, nhưng mà cần lắm để thấy cái tật đó. Vì mình không thấy được cái tật của mình sao mà sửa cái tật, mà thậm chí người ta nói ra mình còn cự lại nữa đó. Tôi không biết tôi sao chị biết tôi, mà người ta nói mình đâu chịu. Trừ khi nào mình thật sự ngồi xuống tĩnh tâm quán chiếu thì chừng đó tự thấy bản tật của mình, rồi mình tàm quý tự sửa. Thấy tật nghĩa là chưa sửa tật. Hoặc là mình nói tôi biết bệnh tôi rồi, nhưng không có nghĩa là mình hết bệnh, mình phải uống thuốc. Vậy thì kiếm tánh mới tu, nghĩa là cái chỗ đó. Quý vị hiểu ý ha? Rồi. À, quý thầy có biết bệnh này là bệnh gì không? Trời đất. Ung thủng, du thủng, đinh thủng, tiết thủng, độc thủng, còn cái chọt thủng sao không nói luôn. Cái này là chắc Pháp Hòa nghi là trích ở trong cái cuốn Ngũ Bách Danh Quan Âm này nè. Bởi vì ở trong đó đó mình lại 500 danh hiệu Quán Âm, thì có những cái danh hiệu là Nam Mô trừ ung thủng, Nam Mô trừ du thủng, nghĩa là Đức Quan Âm trị những cái bệnh này. Chữ thủng nghĩa là sưng phù, ung thủng nghĩa là sưng phù, du thủng là đau ban đỏ, đinh thủng là mụn hay là nhọt, mà nhọt đầu đinh. Quý vị biết nhọt đầu đinh không? Không phải, đậu mùa là tới mùa nó mới đậu. Nhọt đầu đinh là một cái loại nhọt mà cái đầu nó rất là nhọn, mình lấy cái ngón tay mình có thể feel được nó. Quý vị không tin, lát về Google thử, vô cái phần image mụn hay là nhọt đầu đinh thì thấy người ta cho mình coi cái mụn nhọt đó. Cho nên gọi là đinh thủng. Tiết thủng nghĩa là sảy rạ. Độc thủng nghĩa là sưng phù, mà loại độc, loại nhọt và nhọt độc. Thì khi mình lại danh hiệu như vậy á, thì có nghĩa là nếu như mà cái bệnh đó mà nó được hết thì sự màu nhiệm nó như bàn tay của đấng từ bi Quan Âm. Hay là nói cách khác là mình mong nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho mình trừ được cái bệnh tật đó, ví dụ vậy. Và trên thực tế không có Đức Quan Âm nào tên là du thủng Quan Âm hay là đinh thủng Quan Âm, phải không? Không có Đức Quan Âm nào tên đó. Nhưng mà nếu thuốc men nào mà trị được bệnh đó thì thuốc đó như Đức Quan Âm. Quý vị nhớ cái chỗ đó. Cho nên trong cái cuốn Đại Bi Sám Pháp á, thiên thần, địa thần, hà chiểu thần, sơn thần, thọ thần, thủy thần, sáp trạch thần, thì chữ thần nghĩa là gì? Cái gì mà chúng ta có, chúng ta dùng được, chúng ta sử dụng được để chúng ta giải quyết những khổ đau của mình thì nó có mặt như những vị thần. Ví dụ như cái nhà này, nếu mà ngày hôm qua mà mình không có cái nhà này á, thì thiệt mình không biết mình ở đâu. Cho nên cái nhà này nó kêu là xá trạch thần, màu nhiệm quá. Tại vì cái liều thần phản được, liều thần ngày nắng thôi, chứ chiều hôm qua không ai dám ra ông thần đó, đó. Phải mượn ông thần này. Khi mình khát nước, mình có được một ly nước uống, thì ly nước đó là thủy thần. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên chữ thần đó là gì? Là cái công năng màu nhiệm khi mà chúng ta có được. Ví dụ như cái câu là Nam Mô trừ nhãn thống Quán Thế Âm Bồ Tát, khi mình không đau mắt, hay là hoặc là khi mình bị đau mắt mà có thuốc chữa được mắt đó, thì bình thuốc đó chẳng khác nào Đức Quan Âm. Phải không? Cho nên tối hôm qua mà thầy viện chủ nói một cái thôi, bà Tâm Tráng nói một cái, cái Quan Âm xuất hiện. Xá trạch thần, một miếng đất xinh lầy hoang dại mà chúng ta bây giờ thành một miếng đất của già lam thanh tịnh, đó là thổ thần.
cái nhà mình để cho mình được trú ở và rất sống yên lành hạnh phúc là xá trạch thần. Rừng cây cho mình bóng mát, cho mình thán khí, đó là thọ lâm thần. Vậy thì những cái câu trong kinh hay là cái hiệu Đức Quan Âm này thì có nghĩa là cái mầu nhiệm của sự chữa trị. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn dùm. Con thấy trong các buổi thọ giới đắp y cho các Phật tử, Thầy có nói một trong 10 giới không hút thuốc. Thưa Thầy, nếu Phật tử có giới cấm ấy thì quý Thầy, con thấy một số quý Thầy hút thuốc. Cho em xin nhé. Thưa đại chúng, thì trên nguyên tắc tất cả những cái gì mà làm cho chúng ta ghiền nó đều nằm giới thứ năm hết. Cờ, bạc, rượu, chè, trầu, thuốc lá, trà, cà phê, cái gì mà làm cho mình không còn thoải mái, mất tự chủ, không có nó mình chịu không nổi thì nó thuộc về cái giới thứ năm, chứ không hẳn là một món nào. Không phải là chỉ rượu chè, cờ bạc, hút sách, xì ke, ma túy, mà những cái gì mà nó làm cho mình bị ghiền và mình không có nó mình chịu không nổi đó, thì nó ít nhiều điểm nằm trong cái giới này, có điều là nhẹ hay nặng thôi. Thí dụ như mình ghiền ly cà phê, trên thực tướng là ghiền là cũng không được rồi đó, nhưng mà thôi ghiền cà phê đỡ hơn ghiền ma túy, thí dụ vậy. Cho nên nó cũng có giới nặng giới nhẹ ở trong cái phạm vi đó. Giống như thí dụ như tội sát sanh thì nó cũng có cái trường hợp là tội tự mình giết, mình khuyên người khác giết, hay là mình vui thích khi mình thấy người ta giết. Cái đó gọi là tự tác, kiến tác tùy hỷ, hay là giáo tha tác. Giáo tha nghĩa là mình chỉ bảo dẫn cho người ta. Có nhiều khi mình ăn chay nhưng mà thấy con mình đập cá lóc bực bội quá, lại chỉ đập cá lóc không nên thân đập vậy nè, mà bữa đó mình ăn chay là mình đang mình chuỗi niệm Phật mà đi ngang nghe nó bóp bóp hoài mà không biết chuyện gì. Thì quý vị thấy không, cái đó gọi là gì? Giáo tha tác. Không, mà nếu mà nó đập cái bốt mà nó chết, nó trời mạnh tay nghe nghe. Cái đó gọi là gì? Kiến tác tùy hỷ. Cho nên tội có 3 trường hợp: tự mình làm, biểu người làm, thấy người làm mà vui theo. Ngày trong kinh gì ai nhớ không hà? Cái gì á? Quên rồi. Thầy nói tôi biết liền. Thầy danh cái món. Ở chùa Phổ Hòa có một sư cô, cổ mất rồi. Cổ lãnh mà cổ rất là dễ thương, mà cổ khôn động trời. Mấy đứa nhỏ nó vô nó: cô nhớ con không? Mày làm cho tao khùng, cho tao biết mày. Rồi cái tao hỏi: vậy chứ con tên gì? Thì mày nói trước đi, tao nói theo. Lãnh đó. Cổ đi tới nhà người ta, thầy viện chủ dẫn cô đi theo. Bữa đó cổ tới nhà người ta, cái người ta nhường nguyên cái phòng master bedroom cho cổ ngủ. Thấy cổ lớn tuổi, người ta nhường, chủ nhà nhường nguyên phòng, ngủ được 4 giờ sáng dậy rồi. Dậy mở đèn, mở tủ áo rồi người ta ra lục được xong cái đi ra đấy. Trời ơi, nhà này quần áo nhiều quá, chết liệm xong hết. Dễ thương vậy đó. Và cái người chủ nhà họ nghe xong họ cười, sặc sủa cười, mà tới bây giờ nhắc tới cô lại vẫn kể câu chuyện đó. Ai mà đi dẫn người lẫn. Giống như cái ông đó mà ổng tới nhà mà ổng thì hay ăn nói không có chừng mực, vợ dặn rồi nghe, bữa nay đi ăn sinh nhật người ta đó, ông đừng nói bậy nữa bà, để chửi nghe. Ông nhịn suốt cả ngày rồi, tới tối chiều cũng ra cái nói: nè nè, bữa nay tôi không có nói gì hết trơn nghe, coi mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa tôi. Nhịn suốt ngày là cuối cùng cũng sổ câu vậy.
Kính thưa thầy, lúc mẹ con bệnh, con có vái mẹ hết con xuất gia gieo duyên. Mẹ hết bệnh đó nha, chứ không phải hết đời á. Nhưng khi mẹ hết, con xin một tuần, mẹ con không cho. Con phải làm sao? Có phải con nợ? Thì bây giờ mẹ hết bệnh, mẹ không cho đi, thì thôi cứ để đó đi cho nợ, đợi hết thở đi luôn lần. Chứ biết làm sao? Không lẽ tôi xuống vô tu đi tôi chịu. Thật sự ra thì bây giờ như thế này nè. Thí dụ như lúc mình thương người thân mình nguyện, nhưng mà khi người thân của mình hết bệnh rồi thì họ cũng chưa có mở lòng, thì mình cũng không nhất thiết là phải làm liền cái nguyện đó, tại vì mình vẫn biết đó là mình nguyện chứ người kia đâu có biểu. Thì mình không làm lúc này thì mình sẽ làm ở dịp khác. Đó là một cách. Trong trường hợp thứ hai, nếu mình chưa thật sự mình đến mình xuất gia gieo duyên bằng hình tướng, thì mình cũng có thể xuất gia gieo duyên bằng cái tâm tư của mình, gửi cái niềm hoan hỷ đến mỗi đạo tràng và nguyện cho mình đủ duyên để mình hoàn nguyện. Đã là mình nguyện thì lúc nào mình cũng được, chứ không nhất thiết là khi mẹ vừa hết thì mình phải làm liền, khi mẹ chưa có sẵn lòng cái chuyện đó. Vì trước kia mẹ không xuôi thì cái chuyện mà mẹ không chấp nhận cũng là chuyện thường, tại vì tự mình nguyện thôi. Thành tử ra cái chuyện tu á, nó rất là đơn giản. Phật không hề trách móc hay là bắt tội gì mình, chỉ có điều là mình đã nguyện thì mình làm, không sớm thì muộn, miễn sao mình làm được điều đó thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như trường hợp mình nguyện tu 7 ngày mà bây giờ mình vô chùa mình ở hẳn 7 ngày không được, thì cứ mỗi lần ta xuất gia gieo duyên ở mỗi nơi, thí dụ đây đi, mình vô lần 4 ngày không được, thôi mình vô tu 1 ngày đi, ngày đi tu 7 năm chắc gom lại cũng được rồi. Thật sự ra thì miễn trả nợ được rồi. Thế thì mình giống như mình ăn chay, mình nguyện ăn tháng, mà nếu mình ăn ròng rã tháng ăn không nổi, một tuần ăn một ngày, ăn 30 tuần lễ cũng đủ 1 tháng. Thật sự ra không ai ép uổng gì mình. Mà thí dụ bây giờ mình quỵt mà không làm đi, không có ông Phật nào mà rảnh đâu bắt tội mình hết đó. Nhưng mà tự tâm mình khó chịu thôi à. Mình thấy hồi xưa mình nói đó, bây giờ mình không làm, thì bây giờ mình muốn hoàn nguyện thì mình cứ kiếm cách nào đó, bằng mọi cách mình làm trong cái khả năng của mình. Có nhiều người ta hứa người ta xuống tóc khi mà cái việc người ta xong, tới hồi xong việc rồi á, thì họ mắc cỡ, họ không chịu xuống. Họ nói trời, giờ còn đi làm leo, họ còn đi làm tóc nè, giờ cạo đầu kỳ quá. Họ nói thầy nhá kéo giùm con được không? Mà thầy trời ơi, bắt thầy ăn gian nè. Lúc hứa cạo mà giờ nhá kéo là sao? Thôi bây giờ nhá đây là để tượng trưng. Nhưng mà nhớ một lúc nào mình đủ hoàn cảnh thì xuống. Tại vì cái đó là ước nguyện của mình thôi. Mình không xuống không hề có một cái tội gì, nhưng mà trong lòng mình sẽ rất là khó chịu, vì mình đã nói một cái điều mình có cảm giác như là mình lường gạt ở trên vậy. Ở trên dán màn xuống nói du nữa hay du. Làm sao có chuyện tới không chừng ta không có à. Bạch thầy, con quen một người được 7 năm rồi mà vẫn chưa thể đi đến hôn nhân. Chà, chắc muốn thầy ép rồi. Con muốn hỏi là bây giờ nếu con chia tay với người ấy mà người ta vẫn thương con, vậy con có mang tội không? Và như vậy con có mang nợ với người ta không? Con cứ nghĩ là nếu mình nợ người ta mà không trả hết thì sẽ nợ đến kiếp sau. Mà con cũng không muốn mất thời gian nên không thể đi đến hôn nhân. Xin thầy cho con ý kiến. Cái này là thuộc gỡ gối tơ lòng. Thôi thì bây giờ đơn giản thôi.
đạo hữu về hát cho anh nghe cái bài mà anh ơi 7 năm rồi không cưới thì sao. Thật sự cái này là hai người phải giải quyết. Tức là mình cũng có một cái ngồi lại nói chuyện là bây giờ phải giải quyết rõ ràng cho mình như thế nào để mình biết mình còn tính. À, ông cưới tôi thì cưới gấp, ông cưới nói cho tôi biết cho tôi đi tu. Mà ở ngoài đời không trả người này không trả người khác à. Kinh Lăng Nghiêm là dành cho quý thầy sư cô hay cả Phật tử cùng được tụng? Thưa đại chúng, là Kinh Lăng Nghiêm á, là một bộ kinh đại thừa. Đức Phật dạy về những cái tâm ma, những cái chướng ngại khi mình tu tập. Thì đối với những người đặc biệt tu thiền thì đa phần là cần phải biết để mà mình tu tập. Nếu mà về cái phần hành trì tụng niệm, ai tụng cũng được, không luận là tăng ni, bất cứ người nào cũng có thể tụng. Là Phật tử ở Mỹ, để phát Bồ Đề Tâm chúng con cần làm gì? Không cần phải ở Mỹ, ở đâu cũng phát giống nhau. Bồ Đề Tâm nghĩa là tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ thương yêu nghĩa là tâm muốn cứu giúp chúng sanh. Mà đã có lòng cứu giúp chúng sanh thì không luận là phải giúp cho họ ở một bất cứ khía cạnh nào. Người ta khổ, người ta bất cứ cái gì mình cũng có thể được hết. Và phát tâm Bồ Đề nghĩa là mong có cái lòng mong muốn tu tập chuyển hóa, trước hết là phát Bồ Đề Tâm với mình. Phát Bồ Đề Tâm với chính mình là muốn giác ngộ và đưa cho bản thân mình, đời sống của mình đến cái chỗ an lạc. Mà thưa đại chúng là ở đâu cũng vậy, nó có điều có cái khó của nó. Ví dụ ở xứ Mỹ, Canada nói chung đi, là mình phát tâm thì có, nhưng mà cái hoàn cảnh để mình nuôi tâm, dưỡng tâm thì hiếm quá. Tại vì mỗi tuần mình phải đi làm đôi khi tới 6-7 ngày. Rồi đôi khi một ngày, một tuần mình chỉ có một ngày nghỉ thì mình lại bận việc nhà, việc cửa, mình không có cơ hội để đến đến những môi trường nào để nuôi dưỡng được tâm này. Đó là chưa nói những cái chuyện thị phi, chuyện rắc rối xảy ra trong nội bộ làm cho mình thối tâm và nản chí. Đã sống trong môi trường tốt không có rồi, mà còn lại nghe những điều không lành tốt về những người này, thầy kia, đạo tràng nọ, nó làm cho mình càng thối tâm hơn. Cho nên cái vấn đề mà Phật tử ở Mỹ phát tâm Bồ Đề đó, hay là nói chung tất cả các nơi, một khi mình đã phát tâm Bồ Đề hướng thượng thì phải nhớ là những cái mà người này như thế này, đạo tràng kia thế kia, môi trường nọ, nó chỉ là những cái bề ngoài. Nếu mình được cái duyên mình tiếp xúc với cái môi trường lành mạnh thì có đó tốt. Còn nếu mình có nghe thì mới biết thanh lọc. Ngày hôm qua mình học đó, thanh lọc bằng cái gì? Bằng cái kiến tịnh, bằng cái đoạn nghi tịnh, bằng cái gọi là đạo hay là phi đạo, vân vân. Chứ không nên để những cái đó nó làm lui sụp tâm mình. Ví dụ như bây giờ á, có một anh Phật tử vừa rồi hỏi Pháp Hòa nè, nếu mà tụi con bây giờ đi làm về mệt quá, rồi có nhiều ngày tụi con nghỉ không tụng kinh, mà tụi con thấy Pháp Hòa mới nói tại vì á, mình cứ nghĩ là mình phải tụng thời kinh thì mới gọi là trong cái sự tu hành. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Ví dụ một ngày mình ăn 3 cử, nhưng mà buổi trưa đó tự nhiên khách vô đông quá trời luôn, mình bỏ bữa trưa, không ăn bữa trưa cũng chính được. Nhưng mà khi mình đói quá đó thì mình phải chạy vô phía sau nhà mình ăn cái gì? Ăn một cái bánh, uống một ly sữa cho nó đỡ đói. Để nó đỡ đói rồi tiếp tục làm công việc, đến khi nào mình rảnh thì mình ăn cái bữa ăn chính của mình. Tu hành nó cũng giống như vậy. Nếu hôm nào mình không thực hiện được một chương trình tu tập của mình ở nhà thì mình có thể sao? Tu tập lặt vặt, như là ví dụ như mình đi trên xe, mình cũng có thể nghe bài pháp, hoặc là mình mở băng lên mình tụng thời kinh, hoặc là mình không có tụng gì hết á, nhưng mà giờ cái người đó họ vô đây họ làm, họ mua cái đó xong rồi giờ họ kiếm chuyện, họ không trả tiền nè. Hoặc là họ xong rồi họ chạy, họ mất, họ quịch luôn của mình. Mà mình
tha thứ được cho họ thì ngay lúc đó cũng đã tốt. Hay là một người làm của mình đó, họ đối xử với mình, họ nói mình một câu nghe không được, mình nổ lên, thì mình nhẫn được họ lúc đó thì giống như mình ăn những cái bánh, uống một ly sữa trong hàng ngày. Là mình không có giao tụng kinh, nhưng mà cái quan trọng là mình tu tập trong đời sống hàng ngày, cái đó mới là cái chính. Cho nên đó, mình phát tâm rồi nhưng mà dưỡng tâm nữa. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ đó, sám hối và tu tập đó, nó cũng giống như là người chữa bệnh và uống thuốc bổ. Khi tôi bệnh đó, tôi uống thuốc để trị bệnh, nghĩa là tôi có lỗi, tôi phát hiện nghiệp chướng, tôi sám hối. Nhưng mà rồi bên cạnh đó tôi phải phát tâm nghe pháp, tu tập để làm gì? Như uống thuốc bổ dưỡng cái bệnh mỗi ngày. Không uống là sẽ bệnh tiếp. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó, uống thuốc là để hết bệnh. Hết bệnh rồi vẫn duy trì một viên mỗi ngày để làm cho cái bệnh nó không phát, mà sức khỏe nó tăng, nó tăng cái immune system, sức đề kháng. Cho mình mỗi ngày mình nghe một bài kinh, mình tụng một bài kệ, vân vân, đều là một viên thuốc bổ. Ngày hôm qua có một anh Phật tử nói với Pháp Hòa là bây giờ con qua đây con không rành tiếng Việt, mà con rất thích cái lúc mà thầy nói về niệm pháp, thay vì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, mà con thích niệm pháp. Thì bây giờ thầy chỉ cho con cách niệm pháp. Thì Pháp Hòa nói cuốn kinh Pháp Cú là một trong những cuốn kinh mà mình có thể học một số câu để mình niệm pháp. Ví dụ mình đang ôm một hiềm hận, thì trong kinh Pháp Cú có câu: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Niệm pháp, thuộc kinh Pháp Cú, để mỗi lần mình gặp một cái vấn đề, mình đem câu đó ra. Ví dụ mình bị người ta khen chê, mình làm mình vui buồn, phải không? Kinh Pháp Cú có câu: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Học câu đó niệm pháp. Thì Pháp Hòa có nói, anh ấy con không rành tiếng Việt rồi, Pháp Hòa sẽ giới thiệu anh cuốn kinh Pháp Cú bằng tiếng Anh. Cho nên thưa đại chúng, niệm Phật, niệm pháp là vậy đó. Lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Có là một câu niệm pháp. Mình có tâm phát rồi phải dưỡng tâm, và dưỡng bằng cách đó. Hết giờ rồi. Giờ còn lễ quy y nữa. Thôi giải quyết một câu này. Câu này dẹ lắm. Xin thầy cho con hỏi, khi thầy đang giảng pháp, hoặc lúc thầy đang lên chánh điện để thuyết pháp, hoặc lúc đang làm lễ, Phật tử chúng con ngồi dưới quay phim và chụp hình, thưa thầy như vậy có nên hay không? Quý vị có máy thì quý vị chụp, nhưng mà nhớ là lựa đúng lúc để chụp. Ví dụ người ta đang khom xuống, người ta lại mà chổng cái đó lên thì chụp. Vậy mà cũng bỏ lên Facebook thì chết rồi. Phải không? Thật ra mình có máy thì mình cứ chụp thôi. Nhưng mà khi mình có quyền cứ chụp, nhưng mà sau đó rồi mình phải lựa. Trước khi mình đưa một tấm hình lên chỗ công cộng, mình phải lựa. Ví dụ như quý thầy ăn cơm, hay là nói chung mọi người đang ăn cơm, mình không nên chụp gần quá. Có đôi lúc ta đang cầm cuốn bì, ta đưa cuốn bì cho mình chụp cái hình đó lên thì nó không đẹp. Tức là mình nhớ là mình được chụp hình thoải mái, nhưng mà mình phải linh động cái chuyện hình ảnh đó một chút. Cái vấn đề mà hình ảnh đã nói là hình là phải đẹp, phải không? Hình là phải đẹp, mà không đẹp thì không gọi hình. Cho nên khi mình bỏ một tấm hình lên thì nhớ là mình để ý. Ví dụ như thầy đang đi thiền hành,
niệm Phật, mình chụp hình ngay cái lúc mà Nam Mô A, rồi bỏ lời cái thầy A. Cái thầy để lên, người ta nhìn cái hình, người ta nói ổn thầy cũng đang làm cái gì ta. Có nhiều người ta nhạy, cái cặp mắt người ta nhạy lắm, ta nhìn tấm hình là ta thấy cái khuyết điểm của cái người chụp. Cho nên đại chúng là sẵn và cũng nhắc vậy đó ha. Thí dụ như là trong cái buổi lễ trai tăng á, trong khi mà gia chủ tác bạch, quý thầy ngồi rồi quý thầy bắt ấn cúng dường quý vị đi chụp. Nhưng mà khi bắt đầu vào bữa cơm á, một là đừng quay, hai là đừng chụp. Còn nếu có chụp là mình đứng xa, mình lấy một cái hình tổng thể, chứ đừng đưa máy lên đợi thầy chụp. Con có một thắc mắc, xin Tôn Đức giải đáp dùm con. Con có người bạn cha mất hơn 10 năm. Bác này biết trước giờ tháng mất, bảo chị bạn con sắm sửa mọi thứ cần dùng cho đám tang. Khi chị bạn con qua Mỹ, hơn trong một năm mà phải đổi 5 lần nhà. Đêm chị bạn con thắp nhang và khấn bác giúp cho chị mua nhà. Tối đến chị bạn con thấy bác ấy về chỉ căn nhà số đường, phố rõ ràng. Và bác nói với chị bạn con bác đang ở ngôi chùa gần căn nhà đó. Chắc quyền quan hả? Chị ấy đã mua đúng căn nhà đó sau mấy tháng khấn nguyện. Vậy có thể nói bác ấy không về cảnh trên hay siêu thoát mà vẫn còn ở tại thế gian hay cảnh nào mà việc cầu siêu không có kết quả? Sao không biết có kết quả? Tại mình kêu người ta, ta mới về chứ. Thưa đại chúng, là nếu mà nói trên cái căn bản là tại mình khấn mình kêu, chứ còn nếu mà từ bình thường thì nói gì, phải không? Không phải người ta không siêu, nhưng mà ít nhất cái vị này cũng báo là ở chùa rồi, phải không? Ở chùa tức là không còn chỗ để vất vưởng, mặc dù chưa siêu nhưng mà ổn rồi. Thì bây giờ mình biết là khi mình khấn một lần mà linh như vậy thì thôi đừng kêu nữa nha, đừng kêu nữa. Pháp Hòa kể đại chúng nghe chuyện đừng kêu. Có cái ông chú này ông đi tu, ông đi tu rồi cái vợ cũng hy sinh cho ông tu lắm. Cái hàng xóm lâu lâu lên thăm ổng, cái ổng hỏi dạ bạn đời của con lúc này ở nhà có khỏe không bác? Nói ờ, nó lo đi làm lam lũ nuôi con, thôi con yên tâm tu đi sao đâu. Đầu mấy tháng sau ta lên cho ông hỏi lại cái nó, ờ lúc này nó có bạn rồi, bạn hay tới nhà chơi lắm. Ông nói nam hay nữ bác? Như ông đàn ông á. Ông lên ông xin hòa thượng cho con đi về thăm nhà, rồi ông đi luôn. Ông về ông giữ của. Chuyện đó có thiệt á. Thì cái hôm đó hòa thượng mới kể đó, hòa thượng mới nói chú lên chú xin tôi về, cái tôi đâu thấy chú trở lại đâu. Tại vì nghe vợ mình lúc này bắt đầu biết son phấn và quen với một người khác rồi, mà lúc đầu là quyết chí dữ lắm. Đó là lý do tại sao mà hòa thượng mới nói tôi canh mấy ông thầy cho đến khi nào mấy ông xuống lỗ. Thưa thầy, cho con hỏi ăn chay trường vậy con có thể ăn tổ yến được không? Trời ơi. Ăn sang quá. Muốn ăn ăn đi, hỏi gì. Thật sự ra thì tùy một cái quan niệm thôi. Thì yến thì nó cũng chỉ là nước miếng của con chim yến, nó cũng không phải là giết con vật đó. Nếu mình vì sức khỏe mình có nhu cầu thì mình cứ ăn. Thí dụ bây giờ mình khỏe ru bà rù không có gì hết thì ăn ổ yến cũng vô dụng, tại vì nó không có tác dụng. Thưa quý vị nhớ là bổ nghĩa là khi thiếu nó mới bổ. Còn nếu mà nó đã dư thì bổ nó dội, phải không? Bổ qua kêu ta bổ ngửa. Nếu mà nó thiếu thì mình đưa cái đó vô là nó bổ đúng chỗ. Chữ bổ nghĩa là mình bồi vô trong đó cho nó khuyết cái chỗ đó. Mà nếu mà nó không có bị
thiếu mà mình đưa nó vô là nó bổ như bổ ngửa, tức là nó dư. Vậy thôi. Trong quá trình tìm kiếm thuốc mới để giúp con người bớt đau khổ mà phải thí nghiệm trên loài vật gây ra sự đau đớn cho chúng, làm cho chúng chết, đây có phải là tội không thầy? Một trường hợp nữa, một người làm trong một hãng bán, thôi mình giải quyết câu này trước đi. Trong quá trình tìm kiếm thuốc để cứu con người thì buộc lòng phải hy sinh con vật. Cái điều đó có tội không? Thì thưa đại chúng, không. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không phải giết con vật bằng cái tâm ác của mình. Nhưng mà đã muốn cứu con người thì đôi khi chúng ta phải hy sinh một cái gì đó nó thấp hơn để nó cứu, vì con vật này nó chết có giá trị. Trong đời của chúng ta ai cũng một lần chết. Nhưng mà có những cái chết nó có giá trị, chết mà để lại một bài thuốc cho con người thì cái đó không có gì. Mà hơn nữa đây là cái buộc lòng trong cái vấn đề thử thuốc. Chúng ta không phải thử để chơi, mà chúng ta thử trong một cái quá trình tìm kiếm cứu vớt cho con người. Hay là mình nói những người đi lính, họ phải lâm trận, họ giết giặc. Trong cái tâm thức họ vô ký, họ không có một kẻ thù nào nhất định họ phải giết hết. Nhưng vì họ bảo vệ quốc gia của họ, họ phải làm điều đó. Cũng không thể nói những người lính đó có tội. Nhưng mà ở cái trường hợp nghiệp là nghiệp vô ký, tức là họ không bị một cái nghiệp là định kiến một người nào để phải giết. Hễ có đối lập là phải làm thôi. Thì ở đây trong cái quá trình tìm hiểu thuốc để cứu giúp cho con người, nếu mà nói đúng ra đó, nếu mà ở trên phân tích trên cái phương diện này thì hầu như chúng ta đều phạm. Phong và ví dụ, mình muốn làm một cái tượng Phật bằng gỗ, buộc lòng phải làm gì? Cưa một cái cây. Nếu nó tội là nó tội rồi đó. Cái cây người ta đang sống, một cái cổ thụ to như vậy anh chặt xuống làm tượng Phật, phải không? Rồi trong quá trình anh làm tượng bằng đồng, bằng đá, bất cứ, anh phải tổn giảm đến những loài khác. Và thậm chí người ta đục cái tượng Phật bằng đá, một mảnh đá nó văng vô nó hư con mắt của người ta. Không lẽ nói ông này ông tạo nghiệp, Phật quở không? Vậy ai dám làm tượng Phật nữa? Thật nữ ra trong cuộc sống á, cuộc sống này là cuộc sống tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Nếu chúng ta đi cầu cái tuyệt đối thì có lẽ chúng ta không làm được gì trong cuộc sống này hết. Tại vì cái gì nó cũng sẽ bị dính dáng đến những cái loài khác. Này, người ta luộc bún cho mình ăn, xong một cái nồi nước sôi thật to người ta đem ra, ta đổ ở dưới sink hay là ở ngoài đất, thì quý vị thấy không? Mình đâu có thấy trước mắt mình con gì nó chết đâu. Nhưng mà trong cái tin tưởng là con trùng, con những con vi trùng ở lòng đất đó nó chết bởi cái nồi nước sôi của mình. Mình đi thiền hành, mình niệm Phật, chắc chắn mình không có tội không? Con kiến, con gì nó bò dưới đất đó, đôi khi mình đâu có thấy đâu. Thành thử ra cuộc sống này chỉ là cuộc sống tương đối. Thì chúng ta chỉ làm những cái gì tương đối mà có thể, mà tổn giảm đi cái mức giảm thiểu. Chứ còn nếu mà nói là chúng ta đi tìm người tuyệt đối thì có lẽ không dám làm một cái gì hết. Từ cái ăn hay là cất chùa làm tượng, vân vân. Thì bây giờ trong cái quá trình tìm tòi những cái gì đó để cung ứng cho con người, quý vị thấy nè, bây giờ so ra nè ha, người ta đi tìm thuốc để cứu người và đi tìm cái ba tê gan ngỗng để ăn thì cái nào hơn? Quý vị chưa thấy người ta nuôi con ngỗng ở bên Pháp, vì muốn cho cái gan con ngỗng đó nó to, mỗi ngày người ta có cái đồ nông cái họng con ngỗng ra để nhét vô, nông đến mức độ là con ngỗng hả, nó trợn trắng mắt nó ra, nó trợn trắng con mắt nó, để mà nó được người ta thúc nó để mà cho có cái gan, để mà lấy cái gan đó mà làm ba tê cho mình ăn. Chỉ ăn ba tê ngậu gan ngỗng thôi thì phải đối xử với con vật như vậy. Thì bây giờ thưa đại chúng, mà nếu mà đem mà so ra ăn kiểu đó với người ta đem bào chế một cái thuốc để cứu hàng triệu người thì mình thấy cái nào hơn? Thì thưa Pháp Hòa chỉ nói là trong cuộc sống này tất cả các pháp hành xử cuộc đời chỉ là tương đối. Pháp Hòa ví dụ,
thậm chí trong tình cảm. Mình chấp nhận tình cảm người này là đôi khi mình buộc lòng phải gì? Phụ tình một người khác. Nhiều khi trong lúc mình được hai ba người thương, mình thương một người thì phải phụ người khác. Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu, đứng trên con mắt của mình là nếu mà trên thế gian là ngài cũng phụ lòng của cô Yayudala, phải không? Ngài cũng phụ lòng của cha của ngài. Nhưng mà ngài thấy được cái tình cảm mà tạm thời buồn đó chỉ là tạm. Còn ngài thấy được cái chí nguyện lớn lao của ngài, các vị sẽ vui ở một lúc khác, bây giờ tạm thời vắng tôi với vị buồn. Nhưng mà rồi quý vị sẽ được hưởng một cái điều lợi lạc mà quý vị không có gì bằng. Ngày xưa Pháp Hòa đi tu, mẹ Pháp Hòa là người khóc. Tại sao khóc? Sợ con mình cực, sợ nó tu không được. Thậm chí cô dượng của Pháp Hòa, các người thân đều phôn qua cản hết. Nhưng mà khi Pháp Hòa quyết định mà tôi bây giờ các cô các chú và đi tu luôn, Phật tử thuần thành, ông dượng ông bà cô mới tới nói: con sám hối thầy, hồi đó con cản thầy, bây giờ con mới thấy là thầy đi tu lợi ích quá lớn cho gia đình, cho mọi người. Thế đó, đôi khi mình làm việc này mình phải tạm phụ lòng của người khác, vì cuộc đời cũng là tương đối thôi. Ví dụ mà trong khi mình tu mình cũng có thể có người thương, nhưng mà mình biết rõ cái con đường của mình đi thì mình chỉ nói với người đó như thế đó, như thế kia thôi. Như là cái bài thơ Hòa hay đọc vậy: thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Nếu mà mình nói là ừ thôi để anh sẽ đi thí dụ vậy, thì cái thầy này phải đáp lại: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thôi bây giờ là hết giờ thiệt rồi đó. Xin đại chúng chúng ta cùng chắp tay trước khi mời Pháp Tâm Sáng có vài lời. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa xin thưa là hôm nay là cái buổi nói chuyện cuối, và đây là buổi sinh hoạt cuối của chúng ta. Thì Pháp Hòa xin được cảm ơn trước là sư cô trụ trì, chư Tôn Đức ở đây, cũng như quý Phật tử tại địa phương này và tất cả các Phật tử ở vùng phụ cận. Quý vị đã đem hết tâm lực, sức lực của mình để ủng hộ, trợ duyên cho đạo tràng trong 4 ngày tu học qua. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị xa gần đã trợ duyên cho đạo tràng. Và hẹn gặp lại quý vị trong tháng 10. Thì giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, đều trở thành Phật.